Cô xin chào tất cả các bạn học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá tiết học toán của bộ sách Chân trời sáng tạo qua chủ đề làm quen với một số hình nhé các con. Trước khi vào bài học, cô và các con cùng nghe một bài hát nhé. Chúng mình là các dạng hình học, bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là các con nghe bài hát có hay không? Qua bài hát, các con có đoán được hôm nay mình học bài gì không? À, đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật đó các con ạ. À, nào, chúng ta cùng vào bài thôi. Hoạt động đầu tiên chính là khám phá. Đầu tiên, chúng ta sẽ học về hình gì đây? Các con có còn nhớ đây là hình gì không? À, đây chính là hình tròn. Hình tròn có thể quay tròn được đó các con ạ. À, vì sao hình tròn có thể quay tròn được nhỉ? Tại vì bao quanh hình tròn là một đường cong khép kín đó các con ạ. À, nào, các con cùng đọc theo cô nhé. Hình tròn, hình tròn, hình tròn. Các con cho cô biết những hình tròn này có màu sắc gì? À, đúng rồi, nó có màu xanh, màu đỏ và màu vàng đấy các con ạ. À, vậy ba hình tròn này có kích thước như thế nào? À, chúng có kích thước to, nhỏ, khác nhau. Đây là các hình tròn có màu sắc và kích thước khác nhau đấy các con ạ. À, bây giờ các con hãy tìm các đồ vật có trong nhà của mình có hình dạng là hình tròn đi nào. Các con đã tìm ra được chưa? Sau đây, cô sẽ cho các con xem một số đồ vật có dạng là hình tròn nhé. Thứ nhất, đó là chiếc đồng hồ treo tường có dạng hình tròn. Thứ hai là chiếc mâm đựng đồ ăn có dạng hình tròn. Thứ ba là một cái tô có dạng hình tròn. Và thứ tư, đó chính là cái nắp nồi có dạng hình tròn. Như vậy, các con thấy rằng hình tròn hiện diện ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta mà ta có thể nhìn thấy trong thực tế. Tiếp theo, chúng mình tiếp tục gặp một người bạn mới nhé. Bạn gì đấy nhỉ? À, đây chính là bạn hình tam giác đấy các con ạ. À, bạn hình tam giác bao xung quanh có ba cạnh. Đây là cạnh thứ nhất, đây là cạnh thứ hai và đây là cạnh thứ ba. Bây giờ các con cùng đọc theo cô nhé. Hình tam giác, hình tam giác, hình tam giác. Các con cho cô biết các hình tam giác này có màu sắc gì? À, chúng có màu xanh lá cây, màu vàng và màu xanh dương đấy các con ạ. À,
Vậy các con hãy nhận xét kích thước của ba hình tam giác này. Chúng có kích thước khác nhau. Vậy đây là các hình tam giác có màu sắc và kích thước khác nhau đấy các con ạ. Bây giờ các con hãy tìm xung quanh nhà của mình các đồ vật có hình dạng là hình tam giác nhé. Các con đã tìm ra được các đồ vật có hình dạng hình tam giác chưa? Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các con một số đồ vật có dạng hình tam giác. Đó là chiếc khăn tay, cờ đuôi nheo, biển báo giao thông và thước kẻ Eke. Tương tự như hình tròn thì các con thấy hình tam giác được thể hiện qua một số đồ vật ở xung quanh chúng ta, đúng không nào? Bây giờ mình làm quen một bạn mới nhé. Còn đây là bạn gì đây? Đây chính là bạn hình vuông đấy các con ạ. Bạn hình vuông khác bạn hình tam giác ở điểm gì đấy nhỉ? Bạn hình tam giác có 3 cạnh. Còn bạn hình vuông của chúng ta có 4 cạnh. Đây là cạnh thứ nhất. Đây là cạnh thứ hai. Đây là cạnh thứ ba. Và đây là cạnh thứ tư. Đặc biệt, 4 cạnh này có độ dài bằng nhau. Các con cùng nhắc lại theo cô nhé. Hình vuông. Hình vuông. Hình vuông. Các con cho cô biết ba hình vuông này có màu sắc gì? Đúng rồi. Các hình vuông này có màu xanh, màu tím và màu đỏ đấy các con ạ. Và chúng có kích thước như thế nào? Chúng có kích thước to, nhỏ khác nhau. Đây là các hình vuông có màu sắc và kích thước khác nhau đấy các con ạ. Các con hãy tìm các đồ vật có trong nhà của mình có hình dạng là hình vuông đi nào. Các con đã tìm ra được chưa? Sau đây là một số đồ vật có hình dạng là hình vuông đây các con nha. Đây là cành trải bàn. Đây là cánh cửa sổ. Còn đây là chiếc khăn tay có dạng hình vuông. Như vậy, hình vuông là hình có 4 cạnh và các độ dài đều bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen một người bạn cuối cùng nhé. Đây chính là bạn hình chữ nhật. Bạn hình chữ nhật có đặc điểm gì khác với bạn hình vuông nhỉ? Bạn hình chữ nhật cũng có 4 cạnh giống như bạn hình vuông. Đây là cạnh thứ nhất. Đây là cạnh thứ hai. Đây là cạnh thứ ba. Còn đây là cạnh thứ tư. Nhưng mà ở bạn hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau đấy các con ạ. Các con cùng nhắc lại theo cô nhé. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Các con cho cô biết những hình chữ nhật này có màu sắc gì? Đúng rồi, nó có màu đỏ, màu tím và màu vàng đấy các con ạ. Và chúng có kích thước như thế nào? Chúng có kích thước to, nhỏ khác nhau. Đây là các hình chữ nhật có màu sắc và kích thước khác nhau đấy các con ạ. Bây giờ các con hãy tìm trong nhà của mình các đồ vật có hình dạng là hình chữ nhật. Các con đã tìm được chưa?
Sau đây, cô sẽ giới thiệu một số đồ vật có dạng hình chữ nhật nhé. Cánh cửa tủ. Màn hình tivi. Và mặt bàn. Vậy, để chúng mình phân biệt được các hình này và gọi tên cho đúng, cô và các con cùng vào một trò chơi. Đó là trò chơi ai tin mắt. Trong trò chơi, các con phải nhìn thật kỹ các nhóm hình và nói cho cô biết cách sắp xếp các nhóm hình nhé. Cô có một gợi ý nhỏ, các con chú ý đến hình dạng nè và màu sắc của các nhóm hình. Bây giờ các con cùng suy nghĩ một chút nhé. Các con đã có kết quả của mình chưa? Bây giờ các con cùng xem đáp án của cô. Nhóm hình ở trên được sắp xếp theo màu sắc với các con ạ. Gồm một nhóm hình tô màu vàng và một nhóm hình tô màu xanh lá cây. Còn nhóm hình ở bên dưới được sắp xếp theo hình dạng, gồm một nhóm hình chữ nhật và một nhóm hình vuông. Qua bài học này, chúng ta đã học xong bài ngày hôm nay. Qua chúng ta đã biết được hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. Qua bài học này, giúp cho các con nhận dạng và gọi đúng tên hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. Làm quen với việc phân loại, sắp xếp các hình theo các cách khác nhau, sử dụng đúng các thuật ngữ, hình dạng, màu sắc. Xung quanh chúng ta có rất nhiều vật mang nhiều hình dạng, màu sắc, kích thước khác nhau đấy các con ạ. À. Điều đó làm cho cuộc sống xung quanh của các con nhiều màu sắc, sinh động với muôn hình, muôn vẻ. Đã kết thúc tiết học rồi, cô chúc cho các con luôn chăm ngoan và nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch. Phụ giúp bố mẹ những công việc vừa sức của mình ở nhà nhé. Cô thân ái, chào tạm biệt các con.